đầu khóa. Sự unfasten, lift the flap. Khi tín hiệu cài dây an toàn bật sáng, quý khách hãy trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống phía trước mặt quý khách từ hộc phía bên trên ghế ngồi và từ trên trần trong phòng vệ sinh. In case of decompression, it will be automatically dropped down from the compartment above your head and from the ceiling in the lavatory. Quý khách kéo mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng. Choàng dây qua đầu rồi thở bình thường. Hold the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth. With the headband tightly around your head and breathe normally. Quý khách hãy mang mặt nạ cho bên trước, rồi trợ giúp cho người đi cùng. Put on your mask first and then assist others under your care. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách lưu ý, không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. The life vest is located under the seat. Passengers are requested not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và choàng qua đầu. In the event of emergency ditching, to use it, flip it over your head like this. Vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt dây. Clip on the waistband and pull it tight. Quý khách nằm phòng áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh nút đỏ. At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tags to inflate your life vest. Nếu áo phao không phồng lên, quý khách có thể tự làm phồng áo phao bằng cách thổi vào miệng van. If it fails to inflate, blow into the tubes. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để lôi cuốn sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. There is a light and a whistle to attract attention. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm. Xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exit. 2 cửa sau, 2 doors in the rear. 4 cửa ở ngang giữa khoang hành khách, 4 doors in the middle. Và 2 cửa trước, 2 doors in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý xách tay. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn báo thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke in the cabin, please bend low and follow the emergency lights to the nearest exit. Quý khách vui lòng xem bản hướng dẫn an toàn bay ở trong túi ghế phía trước. Please read the safety information card stowed in the seat pocket in front of you carefully. Đối với hành khách ngồi gần hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý chỉ dẫn trên cửa thoát hiểm và chỉ được mở cửa thoát hiểm khi có chỉ dẫn của tiếp viên. For those who sit next to the overwing emergency exits, please read the overwing exit instruction carefully and do not open the exit.